Thu giác vàng này xuất phát từ cái truyền thống của gia đình thôi, đó là gia đình làm bánh trung thu đó. Đồng thời thì lại có cái nghề, đó là cái nghề mà liên quan đến nghệ thuật, đó là mình làm những cái mỹ thuật truyền thống đó, đó như là làm đồ sơn mài nè, làm thủ công mỹ nghệ, làm trang trí nội thất đó. Thì với cái bánh trung thu á, thì mình trong khoảng cách đây khoảng 5-7 năm á, thì nó lại rộ lên một cái phong trào, đó là các sản phẩm nó được trang trí bởi vàng. Thì mình mới nhớ đến cái gia đình của mình có cái nghề đó là sơn son thép vàng từ ngày xưa lắm rồi đó. Cái mình có một cái ý tưởng là tại sao mà cái mặt bánh nó đã được dùng bằng vàng mà nó không có một cái cách nào đó mà cho nó nghệ thuật hơn. Khi nói bánh trung thu giác vàng thôi, nhưng cái gốc của nó phải là cái bánh trung thu nó có ngon hay không, cái chất lượng bên trong. Tại vì lá vàng nó trơ về mặt hóa học, nó không màu, không mùi và không vị luôn. Thực ra người ta ăn bánh trung thu giác vàng nó là cái độ sang bên ngoài, còn độ bên trong nó ngon là do cái chất lượng của cái bánh. Do đó mà cái nguyên liệu làm bánh là cái yếu tố đầu tiên để tạo nên cái vị ngon. Ở Việt Nam hiện nay, trào lưu đồ ăn rất vàng thực sự đã nở rộ trong những năm gần đây, và những món ăn rất vàng đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Tuy nhiên, theo chuyên gia, người làm bánh và người mua cần bảo đảm vàng có đủ độ thanh khiết, không lẫn tạp chất mới được sử dụng để ăn uống. Nếu mà giác vàng như thực phẩm á, thì phải là vàng tinh chất và 24 á. Chứ còn nếu mà vàng mà pha lẫn với muối, với các cái thành phần này kia nọ gì đó thì nó có hại nhiều hơn là có lợi. Thì cái vàng pha đó thì rất có hại, ảnh hưởng đến nhiều cái chuyển hóa trong cơ thể, và nó gắn với lại các cái protein á, là ảnh hưởng đến cái tác dụng sinh học, nói chung cơ thể thành ra là không tốt chút nào hết. Bởi vì khi sử dụng nó thì nó các cái bằng pha các cái kia thì cái khuynh hướng của nó là sau đó phải ngăn chặn những cái quy trình trong cái quá trình chuyển hóa của các chất. Thực tế hiện nay, có rất nhiều sản phẩm rát vàng ở các hình thức như rát một lớp mỏng, rắc vụn hoặc trang trí. Mặc dù vàng không bổ sung thêm bất kỳ hương vị cho món ăn, nhưng các đầu bếp vẫn lựa chọn sử dụng để làm cho món ăn trở nên sang trọng hơn.